Hoan hỉ chào đón quý ông bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý ông bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Nếu như quý ông bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập hành trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý ông bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý ông bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập hành trình gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước cực chính xác, 5 ngày vàng hốt bạc đổi đời cuối tháng 10 âm lịch của tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Hợp vía thần tài, gặp may bất ngờ, trúng số liên tiếp, gánh tiền nặng vai, đổi đời ngoạn mục, cực giàu có. Kính chào quý vị anh chị em đang theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi. Trước hết, xin gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe dồi dào, bình an trong tâm hồn và may mắn ngập tràn trong tháng 10 âm lịch này. Tháng 12 còn gọi là tháng Ất Hợi, là thời khắc chuyển mình quan trọng trong năm, khi những nguồn năng lượng của vũ trụ hội tụ mang đến cho chúng ta nhiều cơ hội và thử thách. Mỗi người tùy theo từng tuổi mệnh sẽ có những vận trình riêng biệt để đón nhận những điều ấy. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào vận trình của người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch, đây là thời điểm mà năng lượng của năm Giáp Thìn và tháng Ất Hợi có sự giao thoa mạnh mẽ, ảnh hưởng không nhỏ đến tài vận và sự nghiệp của những ai thuộc tuổi này. Thưa quý vị, trong những ngày này, đặc biệt có những thời điểm rất đặc biệt, được các chuyên gia tử vi nhận định là ngày đại lộc, mang đến cơ hội tài lộc, dương khí và những bước ngoặt quan trọng trong cuộc sống. Tử vi là một môn khoa học huyền bí nhưng cũng đầy tính thực tiễn. Nó không chỉ giúp chúng ta nhìn nhận được con đường đã đi, mà còn cho chúng ta kê nhìn sâu sắc về những cơ hội và thử thách sắp tới. Và trong tháng âm lịch này, tuổi Ất Mão sẽ có những ngày vận khí mạnh mẽ, là thời điểm để quý vị khai thác tối đa những lợi thế và đem lại sự thịnh vượng cho bản thân và gia đình. Dưới ánh sáng của tử vi, chúng ta có thể thấy rằng những người tuổi Ất Mão sinh năm 1975, trong 5 ngày cuối tháng này, sẽ có cơ hội để đón nhận những thay đổi tích cực. Đặc biệt là về mặt tài chính, những cơ hội này không phải lúc nào cũng đến thường xuyên, nhưng khi chúng xuất hiện, người hiểu rõ được quy luật của thời vận, sẽ có thể nắm bắt và khai thác tối đa. Cả cuộc đời chúng ta như những dòng chảy của thời gian, có lúc xuôi ngược, có lúc trôi êm đềm, nhưng quan trọng nhất là biết cách tận dụng đúng thời điểm. Trong tử vi mỗi ngày đều có những điềm báo khác nhau, nhưng không phải ngày nào cũng là ngày tốt. Những ngày mà các ngôi sao hội tụ, những cơ hội mở ra, là lúc mà chúng ta cần phải cẩn trọng, hành động quyết đoán và không bỏ lỡ thời cơ. Vậy nên, quý vị đừng bỏ qua những ngày đại lộc trong những ngày cuối tháng này. Đây chính là cơ hội để quý vị cải thiện tài vận, thăng tiến trong sự nghiệp và thậm chí là thay đổi vận mệnh của chính mình. Đừng quên rằng, trong cuộc sống, những cơ hội không đến nhiều lần, nhưng nếu chúng ta nắm bắt đúng lúc, sẽ không chỉ thay đổi vận số mà còn mang lại sự bình an và hạnh phúc cho gia đình và người thân. Kính thưa quý anh chị tuổi Ất Mão 1975, trong những tháng ngày vừa qua, có thể quý vị đã gặp phải không ít thử thách và khó khăn trong công việc cũng như cuộc sống. Những bước đi đôi khi cảm giác mệt mỏi, những nỗ lực tưởng chừng như không được đền đáp. Nhưng đừng quá lo lắng, vì vận mệnh luôn có những xoay dần kỳ diệu mà chúng ta không thể lường trước được. Giờ đây, khi thời gian bước vào những ngày cuối tháng 10 âm lịch, cánh cửa của vận may sẽ dần hé mở, mang đến cho quý vị những cơ hội đổi đời mà lâu nay vẫn chờ đợi. Và đặc biệt trong 3 ngày đại lộc sắp tới, một luồng sinh khí mạnh mẽ từ vũ trụ sẽ giúp đẩy mạnh tài lộc và cơ hội thịnh vượng đến gần hơn với người tuổi Ất Mão. Đây là thời điểm không chỉ đơn giản là cơ hội kiếm tiền, mà còn là cơ hội để quý vị mở rộng tầm nhìn, phát triển sự nghiệp và đạt được những thành công đáng tự hào. Thời gian này sẽ là những ngày mà quý vị có thể cảm nhận được sự trở lại của vận may, khi mà mọi nỗ lực trước đó dường như sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Vậy làm thế nào để tận dụng tốt nhất những cơ hội này?
những ngày đại lộc có gì đặc biệt để hiểu rõ hơn. Chúng ta hãy cùng nhau phân tích từng ngày, từng vận trình chi tiết để có thể chuẩn bị tốt nhất cho những gì sắp đến. Cơ hội tài lộc không phải lúc nào cũng dễ dàng nắm bắt, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, với một cái đầu tỉnh táo và một trái tim sẵn sàng đón nhận, quý vị hoàn toàn có thể tận dụng tối đa những ngày tháng này để phát triển tài chính, ổn định công việc và đạt được những mục tiêu mà mình đã ấp ủ bấy lâu. Vậy, hãy cùng tôi bước vào hành trình khám phá chi tiết vận trình trong 5 ngày cuối tháng 10 âm lịch này, để không bỏ lỡ cơ hội quý giá và biết cách hành động đúng đắn giúp tài lộc của quý vị thăng hoa trong những ngày sắp tới. Về công việc và sự nghiệp. Thưa quý vị tuổi Ất Mão, trong 5 ngày cuối tháng 10 âm lịch này, vận trình công việc và sự nghiệp của quý vị có dấu hiệu khởi sắc mạnh mẽ, như những tia sáng đầu tiên của bình minh sau những đêm dài mịt mù. Đây là thời điểm mà những nỗ lực âm thầm trước đó của quý vị sẽ được đền đáp xứng đáng, như hạt giống gieo xuống cuối mùa sẽ đâm chồi nảy lộc. Vận khí này đặc biệt thuận lợi cho những ai đang làm việc trong môi trường công sở, bởi sẽ có sự tăng trưởng rõ rệt về năng suất và hiệu quả công việc, các dự án, kế hoạch mà quý vị đã đặt ra từ lâu giờ đây sẽ dần dần đạt được những kết quả khả quan, mang lại sự công nhận và đánh giá cao từ cấp trên và đồng nghiệp. Đây là lúc mà sự chăm chỉ, kiên trì của quý vị sẽ bắt đầu nở hoa, tạo ra những cơ hội thăng tiến, giúp mở ra những cánh cửa mới trong sự nghiệp. Với những người làm công ăn lương, không chỉ có sự cải thiện về kết quả công việc, mà còn có khả năng nhận được những phần thưởng xứng đáng như sự thăng chức hay những cơ hội phát triển nghề nghiệp rộng mở hơn. Những khó khăn trong công việc trước đây dường như dần được giải quyết, mở ra một giai đoạn mới đầy tươi sáng và hy vọng. Đối với quý vị đang kinh doanh hoặc đầu tư, vận may trong giai đoạn này sẽ mang đến những tín hiệu tích cực, đặc biệt trong thị trường và các giao dịch tài chính. Đây là thời điểm lý tưởng để quý vị đẩy mạnh các kế hoạch mở rộng hoặc tìm kiếm các đối tác, bởi thị trường đang có những dấu hiệu thuận lợi cho việc ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô kinh doanh hoặc gia tăng sản xuất. Nếu trước đó quý vị đã chuẩn bị kế hoạch đầu tư, thì giờ đây chính là thời khắc chín mùi để thu về thành quả. Những khoản đầu tư tưởng chừng như chỉ tiềm ẩn rủi ro, nay lại bắt đầu sinh lời, giúp quý vị ổn định tài chính và tạo nền tảng vững chắc cho những bước đi tiếp theo. Có thể nói, trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ cảm nhận rõ ràng sự hỗ trợ mạnh mẽ của các yếu tố trong thiên nhiên, giúp các kế hoạch, giao dịch hợp đồng trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Những dự án kinh doanh có khả năng mang lại những thành công đáng kể, từ đó mở ra một tương lai rộng lớn và đầy hứa hẹn. Hãy chuẩn bị tâm thế vững vàng, sẵn sàng đón nhận cơ hội và hành động dứt khoát, bởi thời điểm này là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của quý vị. Hãy nhớ rằng, trong thế giới tử vi, những khoảnh khắc như thế này không phải lúc nào cũng xuất hiện. Vì vậy, đừng bỏ lỡ cơ hội vàng để đưa sự nghiệp và công việc của mình lên một tầm cao mới. Quý vị hãy tận dụng tối đa thời cơ này, nắm bắt cơ hội đầu tư, mở rộng kinh doanh và kết nối với đối tác tiềm năng, bởi mọi thứ đều đang vào đúng quỹ đạo để đưa quý vị đến những thành công rực rỡ. Về phương diện sức khỏe, kính thưa quý anh chị tuổi Ất Mão, trong những ngày cuối tháng 10 âm lịch này, bên cạnh sự thăng tiến trong công việc và tài lộc, sức khỏe của quý vị cũng cần được chú trọng để duy trì sự ổn định và sự hưng thịnh trong cuộc sống khi chuyển mùa. Đặc là khi thời tiết bắt đầu có sự thay đổi đột ngột, cơ thể con người dễ bị ảnh hưởng và hệ hô hấp cùng hệ tiêu hóa thường là những bộ phận đầu tiên chịu tác động. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, việc chăm sóc sức khỏe càng trở nên quan trọng, quý vị nên chú ý duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh, bổ sung đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu, đặc biệt là các thực phẩm giàu vitamin như rau xanh, trái cây tươi và các loại thực phẩm dễ tiêu hóa. Hãy hạn chế thức ăn cay nóng, dầu mỡ hay thực phẩm có thể gây hại cho dạ dày và đường ruột, bởi những món ăn này dễ làm cho cơ thể mất cân bằng. Đặc biệt khi thời tiết trở lạnh và cơ thể yếu đi, bằng cách này, quý vị sẽ giúp cơ thể mình mạnh mẽ, sẵn sàng đón nhận những cơ hội tài lộc và may mắn sắp tới. Bên cạnh đó, thể dục và các hoạt động giúp thư giãn cơ thể cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giữ gìn sức khỏe. Những bài tập nhẹ nhàng như yoga, thiền định hay thậm chí là những buổi đi bộ ngoài trời sẽ giúp quý vị không chỉ cải thiện sức khỏe, thể chất mà còn thư giãn tinh thần, giúp tâm trí thư thái và tràn đầy năng lượng. Việc dành thời gian cho bản thân để thiền hoặc tập yoga còn giúp quý vị cân bằng lại cảm xúc, giải tỏa căng thẳng, giữ cho tâm hồn luôn bình an. Nhưng không chỉ vậy, trong những ngày đại lộc sắp đến,
Hãy nhớ rằng tâm trạng của quý vị có ảnh hưởng trực tiếp đến việc thu hút tài lộc may mắn. Một tinh thần lạc quan, vui vẻ và đầy hy vọng sẽ giúp vận khí của quý vị thêm phần hưng thịnh. Hãy luôn giữ cho mình một thái độ tích cực đón nhận mọi thử thách. Với nụ cười và sự an yên trong lòng khi tinh thần vui vẻ, cơ thể cũng sẽ khỏe mạnh, từ đó tạo tiền đề cho những thành công trong công việc và cuộc sống. Vậy nên, ngoài việc chăm sóc sức khỏe cơ thể, đừng quên dưỡng tâm, thực hành thiền hay đơn giản là những giây phút thư giãn bên gia đình. Bạn bè cũng sẽ giúp quý vị cảm thấy yêu đời và sẵn sàng đón nhận những vận may từ trời ban. Một cơ thể khỏe mạnh, một tinh thần sáng suốt và một tâm hồn bình an chính là yếu tố không thể thiếu để quý vị có thể vững vàng, tự tin trong những ngày cuối tháng 10 âm lịch này. Nhớ rằng, sức khỏe là tài sản quý giá nhất, và khi cơ thể khỏe mạnh, tất cả những cơ hội thịnh vượng sẽ tự động tìm đến. Hãy luôn lắng nghe cơ thể mình, chăm sóc bản thân một cách chu đáo, để không chỉ duy trì sức khỏe mà còn để thu hút những điều tốt đẹp và may mắn trong cuộc sống. Về phương diện gia đạo và tình cảm, kính thưa quý anh chị tuổi Ất Mão, trong những ngày cuối tháng 10 âm lịch này, vận khí không chỉ thăng tiến trong công việc và tài chính, mà còn mang đến cho quý vị một không gian gia đình ấm cúng, hạnh phúc. Đây là khoảng thời gian đặc biệt để gia đạo thêm phần gắn kết. Các mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình sẽ có cơ hội để thấu hiểu nhau hơn, xóa bỏ những khúc mắc trước đó và làm mới lại không khí trong tổ ấm của mình. Cuộc sống không tránh khỏi những lúc hiểu lầm và xung đột, nhưng đây chính là thời điểm lý tưởng để giải tỏa những khúc mắc trong lòng, giúp các thành viên trong gia đình tìm lại được sự hòa hợp. Những lời nói chân thành, sự quan tâm và lắng nghe sẽ mở ra cánh cửa kết nối lại những mối quan hệ, từ đó mang lại bầu không khí ấm áp, thân thiện trong gia đình. Đôi khi, một cuộc trò chuyện giản dị, một cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt lại có thể là phép màu giúp xoa dịu những căng thẳng, làm lành những vết thương trong tâm hồn. Quý vị hãy tận dụng thời gian này để tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ bên người thân yêu của mình. Đặc biệt, trong những ngày này, có thể sẽ có những tin vui từ con cái hay người thân trong gia đình, khiến không khí gia đình thêm phần vui tươi. Có thể là thành công trong học hành của con cháu, hay là những bước tiến mới trong công việc của người thân, tất cả đều sẽ mang lại niềm vui và niềm tự hào cho cả gia đình. Những thành tựu này không chỉ nâng cao tinh thần của mỗi cá nhân, mà còn thắt chặt thêm tình cảm gia đình, giúp mọi người gần gũi và yêu thương nhau hơn. Với những ai đã có gia đình, những ngày cuối tháng này là cơ hội tuyệt vời để chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Hãy dành thời gian để cùng nhau ăn bữa cơm gia đình, cùng ngồi trò chuyện, kể cho nhau nghe những câu chuyện trong ngày và cùng nhau xây dựng những kỷ niệm đáng nhớ. Đừng quên thể hiện sự yêu thương, quan tâm đến từng thành viên trong gia đình, bởi những cử chỉ nhỏ bé lại chính là nền tảng vững chắc cho một mái ấm hạnh phúc. Còn đối với những ai còn độc thân, vận trình tình cảm trong những ngày cuối tháng cũng có những dấu hiệu khởi sắc. Những cơ hội mới trong chuyện tình cảm có thể sẽ xuất hiện bất ngờ, mang lại niềm vui và hy vọng cho quý vị. Đừng ngần ngại mở lòng, hãy cho phép mình đón nhận những điều mới mẻ, bởi biết đâu đây chính là thời điểm thuận lợi để bắt đầu một mối quan hệ lâu dài, hạnh phúc. Tóm lại, gia đảo trong những ngày cuối tháng 10 âm lịch này sẽ là bến đỗ bình yên, là nơi để quý vị tìm lại sự ấm áp, yêu thương. Đừng quên rằng tình cảm gia đình chính là nguồn động viên lớn nhất trong cuộc sống, là nền tảng vững chắc giúp quý vị vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Hãy trân trọng những phút giây quý giá bên người thân yêu và luôn giữ cho ngọn lửa tình yêu trong gia đình luôn cháy sáng. 3 ngày đại lộc cơ hội phát tài, phát lộc. Thưa quý anh chị tuổi Ất Mão, trong những ngày cuối tháng 10 âm lịch này, vận khí tài lộc sẽ lên cao, mang đến cho quý vị những cơ hội lớn để thay đổi vận mệnh, đặc biệt là trong 3 ngày đại lộc quan trọng. Đây là khoảng thời gian mà vạn vật xoay chuyển theo hướng có lợi, giúp quý vị mở ra cánh cửa thịnh vượng, mang đến tài lộc dồi dào và may mắn không ngừng. Cùng theo dõi để khám phá từng cơ hội đặc biệt trong 3 ngày đại lộc này, để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào có thể thay đổi tài chính của mình. Ngày 26 tháng 10 âm lịch, cánh cửa mở ra vận may mới. Ngày 26 tháng 10 âm lịch không chỉ là một ngày bình thường, mà là khoảnh khắc mở ra một cánh cửa tài lộc, mang đến cho người tuổi Ất Mão một nguồn năng lượng tích cực và sự thay đổi mạnh mẽ trong vận mệnh tài chính. Đây chính là ngày đầu tiên trong chuỗi 3 ngày đại lộc, một ngày đặc biệt mà các yếu tố phong thủy và tử vi hội tụ, tạo ra cơ hội phát tài rõ rệt. Vào ngày này, vận khí tài lộc của người tuổi Ất Mão sẽ được nâng lên rất cao, và điều này không phải là sự ngẫu nhiên,
nếu quý anh chị đang tìm kiếm cơ hội để phát triển tài chính. Ngày 26 chính là thời điểm vàng để hành động. Nếu bạn đang đàm phán một hợp đồng lớn, tiến hành giao dịch quan trọng hay có kế hoạch đầu tư, hãy nhớ rằng vận may sẽ luôn ở bên bạn trong ngày hôm nay. Mọi thương thảo sẽ diễn ra thuận lợi, giúp bạn ký kết được những thỏa thuận có lợi và đạt được mục tiêu tài chính mà mình đã ấp ủ. Các dự án bạn triển khai trong ngày này rất dễ có khả năng sinh lời nhanh chóng, thậm chí có thể mang lại những kết quả bất ngờ, vượt ngoài mong đợi. Dù bạn là người đang làm công việc kinh doanh, đầu tư chứng khoán hay bất động sản, tất cả những lĩnh vực này đều có thể mang lại cho bạn cơ hội lớn trong ngày 26. Đây là lúc bạn có thể cảm nhận rõ ràng sự chuyển biến trong tài chính của mình, những khoản thu mà bạn không ngờ đến có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, giúp bạn củng cố lại nguồn tài chính đã tích lũy hoặc đạt được những bước tiến lớn trong các kế hoạch tài chính dài hạn. Tuy nhiên, dù vận khí tốt đến mức nào, một điều quan trọng là bạn cần giữ cho mình sự tỉnh táo và khéo léo trong mỗi quyết định. Mặc dù tài lộc đang ở gần, nhưng đừng vội vàng để lỡ mất cơ hội chỉ vì sự thiếu suy nghĩ. Cần đảm bảo rằng mọi quyết định tài chính dù lớn hay nhỏ đều được đưa ra sau khi cân nhắc kỹ lưỡng. Hãy để sự chuẩn bị và sự hiểu biết về thị trường cũng như tình hình tài chính cá nhân giúp bạn tận dụng tối đa vận may này. Ngày 26 tháng 10 âm lịch là cơ hội để quý anh chị tuổi Ất Mão chạm tay vào những giấc mơ về tài lộc, làm giàu từ những nỗ lực trước đó. Đừng ngần ngại tận dụng cơ hội, bởi khi cánh cửa vận may đã mở ra, tài lộc như muốn chảy vào nhà bạn. Đó là thời điểm mà bạn có thể cảm nhận rõ rệt sự thịnh vượng đang dần đổ về phía mình, làm thay đổi vận mệnh tài chính và tạo ra một tương lai sáng lạng hơn. Vì vậy, hãy vững vàng bước đi, giữ tâm lý thoải mái và tự tin vào những quyết định của mình. Đây là thời khắc để bạn không chỉ đạt được thành công về tài chính, mà còn mở ra những cơ hội mới trong công việc và cuộc sống. Hãy để ngày 26 tháng 10 âm lịch là khởi đầu cho một hành trình mới, một hành trình thịnh vượng và hạnh phúc mà bạn luôn ao ước. Ngày 27 tháng 10 âm lịch, đỉnh cao tài lộc. Ngày 27 tháng 10 âm lịch là một trong những ngày đẹp nhất trong tháng, đánh dấu thời điểm mà vận tài lộc của người tuổi Ất Mão dương tới đỉnh cao thịnh vượng. Đây không chỉ là một ngày mang đến cơ hội, mà còn là một cột mốc quan trọng giúp thay đổi vận mệnh tài chính của bạn. Trong ngày này, tất cả các yếu tố phong thủy, tử vi và vận khí đều hội tụ, tạo nên một ngày đại lộc đặc biệt cho người tuổi Ất Mão. Đặc biệt là những ai đang hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh, vận may tài chính trong ngày hôm nay sẽ đến dồi dào, tràn đầy như một dòng suối mát lành. Đối với những người đang đầu tư, các dự án hay khoản đầu tư mà bạn đã thực hiện trước, đó sẽ bắt đầu cho thấy dấu hiệu sinh lời rõ rệt. Các giao dịch quan trọng mà bạn thực hiện trong ngày này có thể mang lại kết quả vượt ngoài mong đợi, giúp tài chính của bạn trở nên vững mạnh và ổn định hơn bao giờ hết. Đặc biệt, nếu bạn đang lên kế hoạch cho những dự án lớn hoặc hợp tác kinh doanh, đây là thời điểm vàng để tiến hành vì khả năng thành công cực kỳ cao. Ngày 27 tháng 10 là một ngày lý tưởng để mở rộng kinh doanh, thậm chí là thử sức với những lĩnh vực mới mà bạn đã tìm hiểu và lên kế hoạch từ lâu. Cơ hội sinh lời từ những lĩnh vực này có thể mang lại cho bạn một nguồn thu nhập ổn định và bền vững, giúp bạn tiến gần hơn đến những mục tiêu tài chính lớn trong tương lai. Tuy nhiên, như các bậc thầy tử vi vẫn thường nói, cơ hội luôn xuất hiện, nhưng không phải lúc nào bạn cũng dễ dàng nắm bắt được. Điều này có nghĩa là, mặc dù vận khí đang rất thuận lợi, bạn cũng cần phải có sự chuẩn bị và sự tính toán kỹ lưỡng trong mỗi bước đi của mình, trong khi bạn có thể tin tưởng vào sự phù trợ của thần tài. Hãy nhớ rằng, sự tỉnh táo và sáng suốt trong các quyết định quan trọng là điều không thể thiếu. Đây không phải là lúc để vội vàng hoặc thiếu suy nghĩ. Mỗi quyết định đầu tư hay giao dịch cần được đưa ra sau một quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng và tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm. Đừng để sự phấn khích vì vận may chi phối, mà hãy luôn giữ vững sự cẩn trọng trong hành động. Tuy vậy, nếu bạn đã chuẩn bị tốt và hành động một cách khôn ngoan, ngày 27 tháng 10 âm lịch chính là cơ hội giúp bạn thu về thành quả tài chính lớn lao. Đừng bỏ lỡ cơ hội này, vì đây là thời điểm mà sự nỗ lực của bạn trong suốt thời gian qua sẽ được đền đáp xứng đáng. Tài lộc đang ở gần, chỉ cần bạn mở rộng vòng tay đón nhận. Hãy nhớ, trong ngày này, vận khí tài chính dồi dào sẽ giúp bạn gặt hái được những thành công lớn. Nếu biết nắm bắt đúng thời điểm, bạn sẽ không chỉ củng cố được tài chính hiện tại, mà còn mở ra cơ hội thịnh vượng bền lâu trong tương lai. Vận may sẽ đồng hành cùng bạn, chỉ cần bạn dám bước đi và quyết đoán trong từng lựa chọn.
ngày 30 tháng 10 âm lịch, đỉnh điểm thịnh vượng. Ngày 30 tháng 10 âm lịch chính là thời khắc đỉnh cao của vận may tài lộc trong tháng, là ngày mà mọi cơ hội tài chính của người tuổi Ất Mão đều được mở ra một cách trọn vẹn nhất. Đây không chỉ là một ngày bình thường, mà là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp và tài chính của bạn. Vận khí trong ngày này vô cùng mạnh mẽ, dồi dào, tạo nên một làn sóng thịnh vượng và may mắn không thể cưỡng lại. Nếu bạn có kế hoạch đầu tư lớn, giao dịch quan trọng hay bất kỳ dự án kinh doanh nào đang chờ được thực hiện, đây chính là thời điểm tuyệt vời để bắt tay vào hành động. Không có ngày nào tốt hơn để thực hiện những quyết định quan trọng, bởi vận khí trong ngày này sẽ tạo điều kiện thuận lợi tối đa, giúp các kế hoạch của bạn tiến triển nhanh chóng và mang lại kết quả vượt ngoài mong đợi. Những dự án kinh doanh mà bạn đã ấp ủ từ lâu sẽ bắt đầu sinh lời một cách rõ rệt, giúp bạn củng cố vững chắc nền tảng tài chính và mở ra cơ hội phát triển mới. Đặc biệt, với những ai đang đầu tư vào các lĩnh vực mới hoặc đang tìm kiếm những hướng đi sáng tạo, ngày 30 tháng 10 âm lịch sẽ mang lại những cơ hội đột phá. Lĩnh vực đầu tư mà bạn chưa từng nghĩ đến sẽ bỗng trở nên hấp dẫn và có tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Đừng ngần ngại dấn thân vào những điều mới mẻ, vì chính những bước đi này sẽ đưa bạn đến với thành công rực rỡ trong tương lai. Không chỉ có vậy, vận khí trong ngày này cũng sẽ mang đến sự xuất hiện của những quý nhân. Đây là những người có thể hỗ trợ bạn, dẫn dắt bạn trong quá trình thực hiện các dự án quan trọng. Những sự giúp đỡ bất ngờ này có thể là từ đồng nghiệp, đối tác hoặc những người bạn chưa từng nghĩ đến. Quý nhân sẽ xuất hiện đúng lúc, mang lại những lời khuyên quý giá và đưa ra những chiến lược hiệu quả giúp bạn giải quyết những vấn đề khó khăn trong công việc. Nhờ sự hỗ trợ này, bạn sẽ vượt qua thử thách dễ dàng hơn, đồng thời gia tăng khả năng thành công. Với tất cả những yếu tố thuận lợi trên, ngày 30 tháng 10 âm lịch không chỉ là một ngày mang đến tài lộc, mà còn là một ngày để bạn thể hiện bản lĩnh và sự quyết đoán. Hãy mạnh dạn thực hiện những bước đi quan trọng trong cuộc sống và công việc, bởi vận khí đang ở bên bạn sẽ giúp mỗi quyết định của bạn đều trở nên sáng suốt và đúng đắn. Hãy tin tưởng vào bản thân, vào sự hỗ trợ của quý nhân và năng lực mà bạn đã tích lũy được trong suốt thời gian qua. Trong ngày này, mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ, bạn sẽ cảm nhận được sự may mắn, tài lộc và thành công sẽ đến với mình như một dòng chảy liên tục. Đây là thời điểm mà bạn không chỉ nhận được những kết quả mong muốn, mà còn tạo dựng được nền tảng vững chắc cho sự nghiệp và tài chính trong dài hạn. Vậy nên, đừng ngần ngại, hãy nắm bắt thời cơ và để vận may dẫn dắt bạn đến đỉnh điểm thịnh vượng. Thưa quý vị, lòng yên tĩnh mới có thể nghe được thanh âm của vạn vật, tâm thanh tĩnh mới có thể nhìn thấu bản chất của con người. Duyên đến duyên đi đều tùy duyên, người đến người đi đều tùy ý. 1. Gặp chuyện không nên hoảng loạn. Nhìn người không thể phán xét quá nhanh. Đôi khi, bạn muốn đưa ra một kết luận nào đó, đừng ngại ngần mà chờ thêm một chút. Mọi chuyện có thể không hoàn toàn như vậy. Những chuyện bạn đã thấy, đã nghe, lại chưa chắc là sự thật. Khi bạn nghe được những lời bàn tán sau lưng, đừng ngại ngùng mà hãy nghe một chút. Nếu như chính mình có điều gì sai, thì mau chóng sửa đổi lại. Còn nếu như không có gì sai, thì có thể mỉm cười bỏ qua. Một lời nói vô tình có thể sẽ dẫn đến những tranh chấp không đáng. Một câu nói thiện ý có thể làm cho nhân tâm sinh thiện niệm. Bồi dưỡng một con người cần thiên ngôn, vạn ngữ, nhưng hủy hoại một con người chỉ cần một câu nói. Cho nên, khi phát ngôn cần thận trọng, như vậy mới giảm thiểu được những tranh chấp vụn vặt. Lúc hành sự cần đắn đo mới có thể giảm bớt đi những nối tiếc. Một câu nói rất nhẹ nhưng cũng rất nặng. Một lời nói tuy rất bình thường nhưng lại có sức ảnh hưởng rất lớn. Vậy nên cần cân nhắc khi mở miệng. Con người thống khổ có nguyên nhân chủ yếu là hai chữ so đo. So đo càng nhiều, tâm càng mệt mỏi. Để ý càng nhiều, tâm càng tổn thương. Quay đầu nhìn lại những sự việc từng làm bạn tức giận, mới phát hiện rằng nó không có gì đáng kể. Nhìn lại những sự tình từng khiến bạn thống khổ không chịu nổi, lại thấy hết thảy đều tựa như gió thoảng, mây trôi. Thanh tịnh là một loại lý trí, khờ khạo là một loại trí tuệ. Không sợ người khác làm mình tổn thương mà chỉ sợ chính mình. Không buông tha được cho mình, nhìn không thấu thì người thống khổ chính là mình. Nghĩ không ra, tổn thương không ai khác cũng lại là mình. 2. Tâm như con thuyền lá nhẹ lướt. Trừ mình ra, không ai có thể độ mình được. Không phải tất cả mọi người đều có thể trở thành bằng hữu. Không phải tất cả trái tim đều chân thành. Có một số người không đáng để tận tâm, tận lực. Có một số việc không đáng để phó xuất toàn tâm. Có bỏ qua mới có đổi mới, có buông bỏ mới có thu nạp, có tuyệt giao mới có tri kỷ,
Gặp người hoài nghi bạn, bạn càng giải thích thì lại càng giống như nói dối. Cho nên, phải học được cách im lặng. Gặp người đối với bạn lòng mang ác ý, bạn càng muộn phiền chính là yếu đuối. Cho nên phải học được cách rời xa. Gặp người xem nhẹ bạn, cho dù bạn có nặng gấp hai lần đi nữa cũng sẽ bị coi nhẹ tựa lông hồng. Cho nên không cần lãng phí thời gian. Người yêu bạn sẽ không cần giải thích, bởi vì họ có thể hiểu được. Người không yêu bạn thì cũng không cần giải thích, bởi vì không đáng. Có một số người yêu ghét đều là duyên. Có một số việc khờ khạo là khôn ngoan, sáng suốt lại là ngốc nghếch. Duyên đến duyên đi đều tùy duyên, người đến người đi đều tùy ý, thuận theo tự nhiên, không cưỡng cầu mới là cảnh giới cao của trí tuệ. Như vậy, trong những ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch, đặc biệt là vào 3 ngày đại lộc 26, 27 và 30 âm lịch, người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 sẽ đón nhận một cơ hội tài lộc vô cùng hiếm có. Đây không chỉ là thời điểm vàng để bạn gia tăng tài chính, mà còn là lúc vận khí thịnh vượng sẽ giúp bạn vững bước trên con đường thành công. Những ngày này không chỉ đơn thuần là những ngày tốt lành, mà chúng còn mang đến những cơ hội lớn, tạo nên những bước ngoặt quan trọng trong cuộc sống và sự nghiệp của bạn. Hãy chuẩn bị tâm thế vững vàng và sẵn sàng đón nhận những cơ hội đến với mình, vì mỗi quyết định trong giai đoạn này sẽ có ảnh hưởng sâu rộng đến tương lai của bạn. Sự nỗ lực, tinh thần lạc quan và khả năng nắm bắt thời cơ sẽ là chìa khóa giúp bạn chuyển hóa những cơ hội này thành sự thịnh vượng, hạnh phúc và thành công. Những cơ hội tài lộc không đến thường xuyên. Vì vậy, nếu bạn có thể tận dụng tốt 3 ngày đại lộc này, bạn sẽ xây dựng được một nền tảng tài chính vững chắc và một cuộc sống an yên, thịnh vượng với sự hỗ trợ của vận may cũng như sự dẫn dắt của những quý nhân. Bạn sẽ dễ dàng vượt qua thử thách và đạt được mục tiêu mình mong muốn. Hãy nhớ rằng, không phải ai cũng có thể đón nhận cơ hội vào đúng thời điểm, và bạn chính là người may mắn được vận khí ưu ái trong tháng này. Đây là thời điểm mà mọi cố gắng và công sức của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Chúng tôi kênh Minh Đường Tử Vi xin chân thành cảm ơn quý vị đã đồng hành và lắng nghe những chia sẻ này. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn, cập nhật các thông tin tử vi phong thủy và vận mệnh của các tuổi khác. Chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho bạn những thông tin bổ ích và chính xác nhất, giúp bạn có những lựa chọn đúng đắn và thành công hơn trong cuộc sống. Kính chúc quý vị tuổi Ất Mão luôn gặp nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào và tài lộc vạn toàn. Hãy luôn giữ vững tinh thần lạc quan và niềm tin vào tương lai, vì những điều tốt đẹp sẽ luôn đến với những ai biết kiên trì và nỗ lực. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.